Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình về Trộn ghé tới nhà anh Nhị để anh giới thiệu về một phố phô mai giá rẻ cho anh em dễ chơi. Rồi anh Nhị ơi. Xin chào, xin mến chào các bạn. Hôm nay đầu xuân này tôi cũng có số lô mai giới thiệu cho các bạn dễ chơi, số phô mai rẻ. Rồi. Và xin chúc các bạn đầu năm được an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Rồi. Bây giờ là tôi là Thái Thanh Nhị, quê ở Trộn, Vĩnh Long. Rồi. Số điện thoại là 0986001230, số Zalo gì luôn. Bây giờ tôi xin giới thiệu lô mai là cây đầu tiên là cây số 1. Rồi, cây số 1. 1B hả anh? Rồi, 1B. Rồi. 101 cao ha. 101. Để quái ha, để quái. Để quái nè. Rồi. Ha. Rồi. Quái cực kỳ ha. Quái đẹp luôn ha. Bình 23 ha. Bình 23. Cao 101, bình 23 ha. Rồi. Giá bao nhiêu anh? Giá 1 triệu ha. 1B giá 1 triệu. Rồi. Anh đo sẵn luôn đó hả? À, có sẵn. Rồi. Đo sẵn số cho anh em chơi luôn nha anh em. Tôi hậu sẵn tại vì cho quay chỉnh nhanh á. Tôi hậu sẵn một cây cho các bạn coi. Rồi. Rồi, đổi phôi. Cái là cây 2B ha, cũng quái ha các bạn. Cây này với cây kia chắc cặp anh. À cũng cặp á. Rồi. Cây 2B quái ha, chỉ cần có ha, để đều ha. Rồi. Nó quỳnh 18 cao 80 ha, giá 1 triệu. Quỳnh 18 cao 80 giá 1 triệu. Để ha, để đều ha. Rồi. Ha. Rồi. Rồi. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn, bao sống luôn nha các bạn. Rồi. Số điện thoại để trên màn hình nha anh em. Số điện thoại là 0986001230 ha. Rồi. Rồi, đổi phôi. Cái này cái 3B ha, cũng quái luôn ha các bạn. 3B. Giá 700. Đế đẹp ha, quái ha. 3B giá 700. Dễ chơi mà chỉ cần đẹp mà. Ha. Rồi. Đế đẹp chỉ 700 rồi các bạn chơi được cây đẹp rồi. Rồi. Ha. Rồi. Cái 3B ha. 3B. Là cây này là quạnh 19 nha các bạn. Quạnh 19. Cao 90 ha. 90. Rồi. Rồi đổi coi ha. Nhiều cây mới bỏ 8 triệu thôi như là anh Lâm. 7 triệu rưỡi. Cây này chỉ cần đầy đủ đế đẹp ha. Rồi. Quạnh 24 ha. Cao 45 ha. Rồi. 800 ha. 800. Tàn đầy đủ các bạn, đế đẹp ha. Rồi. Đến 24 giờ ha. Rồi. Rồi bao sách toàn quốc lên bao sống luôn các bạn. Rồi. Rồi. Cái 4B nha các bạn. 4B. Đổi phôi. Cái này là cái 5B các bạn ơi. Cái này xù các bạn. Xù nha, xù nha. Xù. Xù nha. Xù mà tôi bán giá không có xù. Xù nhiều lắm mà 700 à. Ha, cũng dễ chơi ha, đế đẹp, thân đẹp luôn nha. Rồi rồi. Hoành 22 là cao 65 nha các bạn. Hoành 22 cao 65. Nó sụ mà tôi bán giá không sụ á. Rồi. Rồi. Giá 700. Rồi. Rồi. Đổi phôi. Tám A cái cây cù cái clip bữa hôm qua. Rồi có hôm qua mình mới cái đầu xuân. 6B nè, 6B bên đây nè. 6B hả? Ừ. 6B các bạn, cây sù các bạn. Rồi. Cây sù nha, sù dưỡng nha. Rồi sù. Sù nha. 800 luôn các bạn. 800. 800 nha, da hoành 20 cao 90 nha. Hoành 20 cao 90. Để đẹp. Quay đế quay đế. Rồi, 800 nha. Đi quá nha. Rồi. Chỉ cần đẹp mà xù luôn nha. 800 ha. 6B giá 800. Rồi, đổi thôi. Cây 9B các bạn. 9B. Chỉ cần đều ha. Chỉ cần đều. Đế đẹp nha. Thân đẹp luôn nha. Thân lắc nha. 9B ha. Rồi. Cái 7B chứ. Rồi. 7B ha, hoành 23 cao 85 ha. Rồi. Giá 700 luôn. À, giá 700 phải không anh? Rồi. Rồi. Đổi phôi.
T8B đế quái các bạn. Chỉ cần đẹp ha, xù ha. Xù nhiều nha các bạn. Rồi. Xù nhiều nha. Rồi. Xù nhiều nha. Rồi. Đế đẹp ha. Gọi gọi đế thì đế quay bốn bên ha. Đế 24 giờ quái ha, T8B ha. Giá 700. Xù đế đẹp luôn các bạn ơi. Dễ chơi, sức là 700 ngàn mua cây đẹp. Rồi. Quái luôn nha các bạn. Là hoành 18 cao 80 nha. Rồi. Rồi, cái này cái 9B các bạn đế đều nha, thân cao nha, cũng chỉ cần có nha, cũng chỉ cần đầy đủ nha, đế đẹp nha, đế nè, à, dễ 24 giờ nha các bạn, rồi dễ 24 giờ luôn nè, rồi. Chỉ 700 ngàn thôi, hoành 19 cao 101 nha, rồi. 9B 700 ngàn. Rồi, giá gì mềm dễ chơi ha. Rồi. Rồi. Số điện thoại là 0986001230 ha. Cũng dẫn Zalo luôn ha. Rồi. 36 bao xếp toàn quốc các bạn. Rồi, đổi thôi. Đây là cái 10B ha các bạn. Giá 800 hoành 23 cao 90 ha, đế đẹp nha. Chi càng đẹp luôn ha, thân đẹp nè. Mà đế nở nha các bạn, đế nở chỉ cần đầy đủ ha, đế 24 giờ ha, đã 24 giờ, 800 nha các bạn, hoành 23 cao 90 ha, rồi, đẹp ha, giá này cũng ngày dễ chơi, rồi, đỡ coi, đợi coi. Rồi, cây này là hoành, cây này là 11B nha, 11B. Quỳnh 20 cao 2. Quỳnh 20 cao 2. Đây. Đế đẹp nha. 11B nha. Rồi, đế nè anh em. Quỳnh 20 cao 2 giá 800 nha. Giá 800. Đế đẹp nha. Chỉ cần rồi. Đủ ha. Rồi. 800 các bạn. Rồi. Đế đẹp. Chỉ 800 thôi. Đẹp. Rồi. Rồi, đổi phôi. Cái này đế đẹp luôn các bạn. Đế đẹp luôn nè anh em ơi. 700 à. 700. Quanh 20 cao 70 nha. Quanh 20 cao 70 đế đẹp luôn các bạn. 700. Rồi. Rồi. Các bạn xem clip nhớ ủng hộ dùm Thanh Nghị mọi người nha. Rồi. Đổi phôi. Rồi. Cái này xù các bạn xong quên đo ở trên đó. Cây 13B các bạn. 13B ha. Rồi. Quạnh 22 cao 80 ha. Rồi. Xù các bạn. Rồi. Nghĩa là giá 700 ha. Giá 700. Nghĩa là quạnh 22 cao 80 các bạn. Cây 13B nha. Rồi. Xù ở trên nha. Xù chữ tiếng xù đế đẹp luôn luôn nha. Rồi. Đế đẹp luôn á. Chỉ cần có đầy đủ ha. Rồi. Rồi đỡ coi. Rồi cái này 14B các bạn. 14B. Giá 700 nha. Hoành 18 cao 85 ha. Đế lớp nha. Đế nôm. Đế nôm lớp luôn nha, như nàng tiên cá vậy ha. Rồi. Rồi. Cái này 14B giá 700 ha, hoành 18 cao 85 ha. Rồi 14B giá 700. Đế cao cả 35 à ha. Rồi. Đế cao cả 3 đứt rưỡi à. Rồi, đổi phôi. Đổi phôi. Đế đều các bạn xù nha. Cũng hình thức cũng xù nhiều lắm ha. Rồi, xù nè anh em. Xù nha. Không có xù nha. Nhưng mà bán giá 700 mà giá không có xù. Bán giá không nhiều lắm rồi. Ha, đế đẹp luôn nha. Thân đẹp luôn nha. Thân đẹp, đế đẹp nè. Các bạn coi kỹ nha. Rồi. Xù nhiều lắm á. Nha, giá 700. Hoành 24 cao 65 các bạn. Hoành 24 cao 65, giá 700. Rồi, đổi thôi. B15, giá 700. Rồi, còn 3 cây sau cùng giá 500 nha. Rồi, giá 500. Hoành 22 cao 55 ha. Hoành 22 cao 55.
Cái này là 16B ha. Rồi 16B. Lượng 255 ha. Rồi, đổi phôi. Giá 500. Giá 500. Rồi cái 17B đế đẹp luôn các bạn. Đế đẹp luôn cũng giá cũng 500 ha các bạn. Đế đẹp rồi. Ha. Rồi. Đế quái luôn á. Đế quái luôn các bạn, coi kỹ bộ đế này rất đẹp nha. Quỳnh 18 cao 80 các bạn, có 500 à. 500. Quỳnh 18 cao 80 nha. Rồi. Rồi. Các bạn xem clip nhé, hội mình tâm niệm mất mình lên ha. Rồi cây sau cùng. Cây sau cùng. 18B cũng 500 luôn các bạn. Này chia cành đầy đủ ha. Chia cành. Chia cành đầy đủ ha, thanh đứng ha. Giá 500 à, quỳnh 23 là cao 102 ha. Rồi, cây cô liếp anh? Cô liếp. Rồi. Còn có lâu này trong đây sao anh? Bán luôn không? À, bán luôn tại vì dư á, tại vì quay lô có 18 cây rồi, còn dư với 5 cây đó. 6 cây 500 không ạ? À? Rồi, còn lô 6 7 8 cây gì nghe anh em, cũng 500 không ạ? À? Cũng cây cũng chung chung. Rồi, có gì liên hệ với anh Nhị cho mình coi sao ha. Rồi. 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 Rồi, xin chào anh ơi. Cuối clip thì xin chào anh em nhớ coi clip kênh, nhớ ủng hộ mình Thanh Dị mong ơn. Rồi. Rồi là hẹn gặp lại clip sau. Rồi, xin mến chào quý vị các bạn. Rồi, xin tạm biệt. Rồi.